Hello, cô Lực xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là nhà vợ mình ấy thì có làm bánh ngô ấy, thì gọi vợ chồng mình lên đây để làm bánh bánh ngô. Đấy, hôm nay vợ chồng mình là lên đây làm bánh nhá mọi người nhá. Đấy, cô Lực sẽ quay cho mọi người bánh ngô ở trên mình nhá. Đấy. Bánh ngô này là bánh ngô nếp nhá mọi người nhá. Ngô tẻ thì không làm được đâu. Phải không vợ? Đúng rồi, bánh ngô này là bánh ngô nếp. Cái này tí phải làm cái gì mới ăn được vợ? Thì cái này tí nữa. Luộc lên à? Không, hấp thôi. Làm như thế này xong rồi mang đi để vào trong luộc nồi ấy, xong rồi hấp thôi. Hấp xong rồi tầm 1-2 tiếng là ăn được. Tầm 2 tiếng á? 2 tiếng chắc ăn được chứ. Chắc không đến 2 tiếng đâu. Ôi trong thời gian này à? Ít nhất cũng phải 2 tiếng mới ăn được. Tiếng thì nó nổi vào 2 tiếng nữa mà. 1 tiếng rồi. Nó nhanh quá. 1 tiếng. Tập 2 tiếng thì lúc nào mới được ăn? 2 tiếng là tối rồi. Gói rất là đơn giản. Cái bánh bánh ngô này gói rất đơn giản luôn. Đơn giản mà nó ngon bổ rẻ. Cô Lực sẽ giới thiệu kia là mẹ của Lan nhé mọi người nhé. Còn này, còn chị này là chị gái của Lan nhé, là chị Hiền, chị gái ruột của Lan luôn. Còn đây là mẹ ruột của Lan. Đây là vợ chồng mình làm bánh nên là bên hộ bố mẹ làm bánh để ăn. Cứ bất cứ lúc nào bố mẹ vợ cứ gọi cái là rảnh luôn mọi người ạ. Lên luôn. Có ăn là phải lên luôn chứ. Gọi lên ăn là phải lên luôn. Cô này thì cứ tách lá ra để cho vợ mình gói bánh. Kiểu thời tiết hôm nay thì như kiểu là sắp mưa mọi người ạ. Nên trời nó toàn mây đen rồi mọi người ạ. Là có khi là tầm 1 tiếng, 2 tiếng mà trời là sẽ mưa mọi người ạ. Đấy, toàn mây đen rồi. Thời tiết này là không ổn. Cô Lực là sợ tí mưa là không về được nhà nữa. Nhưng mà tí mưa là cô Lực là sẽ ngủ trên này luôn. Bột ngô nhá mọi người nhá. Này. Biết là mọi người ở dưới xuôi thì có làm bánh ngô như thế này không? Có. Nó làm như thế này. Dưới xuôi người ta làm thành kẹo thôi. Bột ngô đấy. Làm thành kẹo thôi, kẹo ngô. Mình có làm được thành kẹo ngô không? Không làm được thành kẹo đâu. Đâu có xuống tiền. Bột ngô. Là vợ chồng mình sẽ xuống nhà chú chơi mình ở nhà. Nhà chú ở cũng biết nhé. Thầy rất thầm mạnh rồi nha. Chú Việt là phải đi qua cái đường này. Thầy cháu này cũng vậy. Là chú ruột để làm chơi chứ. Nhưng mà đường này đường đi khó thế, đường nhà chú hay đi đường nào?
Chú đường đối tượng. Chú đường hay chỉ là đường đấy. Đường là đường đi, đường đi thông nhà vợ với nhà chú được. Ừ. Đường là không hay đi nữa. Hôm nay nhà chú có chó không? Có. Dưới này còn ruộng. Còn ruộng này. Ruộng này đẹp thế đấy. Dân. Nhà chú không có ai ở nhà lại phải di chuyển về mọi người ạ. Buồn quá mọi người. Không có ai ở nhà. Chắc là đi đâu hết rồi mọi người ạ. 5 giờ rồi mà đi đâu hết à? Bà đi xuống ruộng ngồi. 5 giờ còn chưa phải là giờ nghỉ. 6 giờ mới là giờ nghỉ. Ờ. Thế về nhà bây giờ hấp bánh không ăn không về đâu mình ấy. Ừ, từ nhà hấp bánh ăn không về. Nhưng mà anh không ăn được. Không, vừa ăn đi. Ăn dưa ngon. Tí có xuống chú không? Tí xuống ngủ cùng chú nhá. Ô đây này, con heo của nhà Lan cũng to phết rồi mọi người. Này, hai con. Không to bằng của nhà cô Lực đấy. Đây thì có hai con bé rồi. Ít. Tay lên xuống. Giờ mới để vào trong á. À, thế này thì có thành không ấy? Thành chứ sao không à? Thành ra. Chị làm bông với nhỉ này như này. Có chị con này như thế nhé. Ở nhà bếp của nhà Lan là hơi tối mọi người ạ. Cái bóng đèn này bé quá. Hôm nào cô Lực lên, cô Lực mua một cái bóng to. Cái này xếp thì nó chẳng rơi vào trong à? Không rơi nhưng mà sợ nước nhiều quá, nước nó bay tràn lên cái bánh thì nó không ngon nữa. Hả? Nếu mà mình có cái dưa như kiểu là một cái kiểu kia hấp để không vào nước thì nó dễ hơn. Cái gì? Nó trúng hết vậy rồi. Cái gì hấp hấp. Đúng đấy, mình thấy nhiều lắm mà tất cả những được thế này đó. Nhẹ em vừa bảo nó sư. Ở bên kia còn bằng này. Thế phải hấp 2 lần à? Hấp 2 lần chứ. Chị thôi. Bây giờ bắt đầu đổ vào trong này. À còn gấp à, bây giờ mới gấp à? Nhà miếng đông gia thảo ấy. Đông gia thảo. À, tầm một tiếng nữa là mới được ăn mọi người. Còn một tiếng dưới nữa. Giờ đợi nước sôi là cũng phải mất tầm 30 phút rồi. Không hấp tầm 30 phút nữa mới được ăn. À, nhà bố vợ mình còn đang nấu rượu mọi người ạ. Đây này. Nấu rượu ngô. Cái chai này sắp đầy rồi. Kiểu trong này nó hơi tối mọi người ạ. Nước này nóng. Thơm quá, thơm mùi rượu quá.